Ok, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại channel của em. Bây giờ là anh Tuấn với em Bùi Nghịch với lại anh Tùng đang đi trước rồi. Giờ em theo sau rồi. Đấy. Anh em sẽ đi qua cột này đi vào trong. Đây xung quanh đây thì toàn là hình như trong này là biển, người ta đang đi sướng. Đấy, bắt đầu đi vào trong đấy nhé. Cây gì mà có cái quả cái cây này. Rồi anh em vào trong đấy xem. Kia không biết là đang tập cái gì kìa, đông lắm. Đang tập thể dục à? Này mình đi đường này nhá. Như đang luyện võ. Lần đầu nhìn thấy những người ảnh như này đấy. Trên em nó không khó cơ. Ở đây người ta chơi vui lắm. Tối trẻ, người già, người lớn đều vào đây trong này chơi mà. À còn cấn bơi trong hồ nữa kìa. Đây, hồ nước không cho bơi. Xung quanh đây thì hai bên đường thì rất là đông người đang tập thể dục, đi chạy bộ, cả người lớn lẫn người trẻ, lẫn trẻ em đang chơi vui nhộn nhịp lắm. Bây giờ là anh đi săn kia nhá, lên. Này. Hả? Sật nguồn à? Rồi bây giờ sẽ đi lên xe thôi. Máy anh Tùng hết pin, sật nguồn rồi. À, chỗ nào cũng đông người. Đâu mình vừa vào mình đâu có biết rồi. Nhiều người mộ chắc. Cứ buổi tối à đông người già lẫn trẻ tập thể dục ẩn ầm chạy bộ, đi bộ. Rồi, đi vào đây nha. Này, đọc vui chưa?
mình theo chân sau thì không đuổi được, không sao nữa. Nước tự động nữa, có cả nước bán tự động ngoài thị trường. Bắt đầu đi vào trong cái khu vực đấy rồi. Quảng bá luôn ông Trần Hưng Đạo chẳng hạn vậy đấy. Vâng. To mà sân khấu to, này là sân khấu khoán nhìn rõ lắm. Còn hai bên hông nữa cơ mà. Vâng. Thế anh em mình cố gắng sắm một chiếc sau đi thăm anh Tuấn cho to rồi mà.